Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta có một hộp đồ chơi máy tính bảng rất là đẹp đây. Wow, và lưu ý nha, cái máy tính bảng này chúng ta chỉ sử dụng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên nhé. Mặt trước có in hình chiếc máy tính bảng và một con mèo thon. Mặt sau thì có giới thiệu là máy tính bảng sẽ dùng để học, sử dụng pin con ó và các chức năng như là chế độ kiểm tra toán học. Ấn lại nút để nghe. Ấn theo thứ tự để đọc 29 chữ cái. Từ mẫu, chế độ đánh vần, thưởng thức âm nhạc, các bài hát thiếu nhi, vân vân và vân vân. Rất nhiều những cái công dụng của chiếc máy tính bảng này nha. Rồi bây giờ chị Chim xin sẽ lấy ngay các chiếc máy tính bảng này ra cho các bạn nhỏ coi bên trong nhé. Wow, đẹp không? Máy tính bảng rất là giống máy tính của người lớn. Các bạn nhỏ thấy có giống không? Chị Chim xinh thì thấy rất là giống đây. Điểm đặc biệt là cái màu nó hơi sặc sỡ hơn để dành cho thiếu nhi. Viền màu vàng, nền màu xanh, có in hình hai con mèo. Mặt sau là cái loa, rồi có hai cái chân đế này để chúng ta sẽ dựng thẳng lên ha. Và đây là nơi để pin. Sử dụng pin con ó bình thường, pin tiểu bình thường nhé. Chị sẽ chống lên như thế này xong. Rồi, đây là công tắc điều khiển bật lên bật xuống của chiếc máy tính bảng này nha. Và bây giờ thì chị Chim Sinh sẽ hướng dẫn cho các bạn nhỏ cách sử dụng máy tính bảng nhé. Ấn nút. Chào các bạn, tôi là máy tính thông minh. Đó, khi mà ấn nút xong thì sẽ có câu nói là chào các bạn, tôi là máy tính thông minh đây. Rồi, đây là các chữ số từ 1 tới 10. Sẽ giúp cho các bé học số nha, chị sẽ ấn thử nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, sẽ giúp cho các bé học nè. Rồi tiếp theo, ở bên dưới là bảng chữ cái. Tương tự là nó sẽ có in hình những con vật mà sẽ có một cái ký tự nào đó để chúng ta sẽ đọc từ mẫu nha. Rồi chị sẽ đánh thử, ấn thử nè. A A O B G L G E E G H I K L M O 24 chữ cái đã được đọc xong rồi. Và các bạn nhỏ nào chưa có thành thạo về chữ cái máy tính bảng này sẽ giúp cho chúng ta học nha. Tiếp theo, còn có rất là nhiều cái nút ở phía dưới nè. Chế độ chữ cái, từ mẫu, chế độ đánh vần, kể chữ cổ tích, chế độ kiểm tra, bài hát thiếu nhi và điều chỉnh âm lượng to nhỏ. Nút xanh này là điều chỉnh âm lượng to lên nha. Nút tím là điều chỉnh âm lượng nhỏ lại. Rồi chị sẽ chuyển qua chế độ đọc từ mẫu nha và ấn đây. Bé ơi, chị cùng học đến gần nhé. Cái là đôi mắt, cái cây, con bò, con cá, quả dứa, quả đào, con mèo, quả lê, con gà, con hổ, con khỉ, trái kẹo, củ lạc, cây mía, quả nhãn, quả nho, bắp ngô, con lợn, táo hoa, cái quạt, con rùa, quyển sách, quả táo, con cua, con mưa, con vị, quả xoài, bàn tay. Yeah! Đó, mặt
bằng cảm ứng, cho nên chỉ cần đánh nhẹ là đã có thể giúp cho các bạn nhỏ đọc những cái từ mẫu rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thử vào cái chế độ đánh vần nhé. Thế ơi, mình cùng học đánh vần nhé. Cái lá, cái, ai, ai, cửa, cái, sắp cái, lá, a, cửa, lá, sắp quả, cái lá, con, khỉ, con, o, đồ, cửa, con, khỉ, với, sữa, khỉ, con, khỉ, con, lô, con, o, đồ, cửa, con, lô, ơ, đồ, ơ, lô, lô, nặng, lô, con, lô, nguyện, sát, quyền, ấm, Yeah, có rất là nhiều từ ở đây mà các bạn nhỏ có thể theo cái chế độ đánh vần và chúng ta sẽ học đánh vần nhé. Chị Chim xin chỉ giới thiệu một vài cái mẫu thôi. Tiếp theo là chế độ kiểm tra. Đó, người ta bảo tìm số 3. Đây là số 3. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm vật tương ứng với con số trên 8. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm vật tương ứng với con số trên 5. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm vật tương ứng với con số trên 10. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm vật tương ứng với con số trên 1. Vậy là chúng ta đã qua cái chế độ kiểm tra thứ nhất là kiểm tra số. Và bây giờ chế độ thứ hai là chế độ kiểm tra chữ. Hãy tìm từ đơn bắt đầu bằng chữ A. Đó, hãy tìm từ đơn bắt đầu bằng chữ A. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm từ đơn bắt đầu bằng chữ A. Chào đại chúng tôi. Hãy tìm từ đơn bắt đầu bằng chữ O. Chế độ kiểm tra về chữ, một chế độ kiểm tra về số. Và bây giờ sẽ là chị Cổ Tích nha. Chị Cổ Tích thì ấn vào đây. Các con thân mến, các con đã bao giờ được nghe chuyện về nhà công chúa Bạch Tuyết và bệnh chú lùn chưa? Bây giờ các con hãy thật chú ý lắng nghe cô Thanh kể chuyện nhé, vì đây là một câu chuyện dài rất hấp dẫn đấy. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi xuống trắng như bông. Một bà và mẫu đang ngồi hai bên cửa sổ có khung bằng gỗ mun. Bà mải nhìn ngắm tuyết nên kim đâm phải tay, bà giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ và lẫn với tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng. Ước gì ta xin được một cô con gái da trắng như tuyết, mùi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Sau đó ít lâu, bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Nhưng Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ đã mất ngay. Đó chính là chế độ kể chuyện cổ tích nha. Rồi bây giờ thì chị Chim xin sẽ chuyển qua chế độ bài hát thiếu nhi. Chính là cái bảng iPad này nha. Máy tính bảng iPad rất là nhiều công dụng dành cho các bạn nhỏ, sẽ giúp chúng ta học chữ, học số, hát những bài hát rồi kể chuyện. Rất là vui cho các bạn nhỏ trước khi đi học hoặc là trước khi vào giờ ngủ nhé.
Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ muốn mua cái máy tính bảng này thì có thể gọi điện thoại đến số 0979086789 nha. Và giá của chiếc máy tính bảng này là 99.000 đồng. Rồi, nếu yêu thích thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chị Chim Xinh biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh nha. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.